Thì đây cũng là lần đầu tiên mà em là người kết nối, cho nên là thường em rất sến, em rất thích những cái câu chuyện đẹp. Em rất gì? Rất là hơi sến. Sến à, em sến. Em thích những cái câu chuyện hơi đẹp và những cái lý do là tại sao về Việt Nam. Thì đi đường này em thấy rất là thú vị. Mà cái nhân vật này có một cái cũng liên quan với em, cho nên em cũng thấy gần gũi với cái bạn đó. À, liên quan với em đúng không? Ok, thế thì bây giờ chúng ta đang tò mò xem nhân vật của chúng ta là ai và có điều gì mà liên quan đến chàng Thúc Đỉnh lên kênh này. Chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng theo dõi clip nhé. Xin chào mọi người đã đến với chương trình Người Kết Nối. Hôm nay Lincoln rất là vui khi mà giới thiệu với mọi người một tình yêu rất là lãng mạn, rất là đẹp. Nhưng tình yêu đó lại liên quan đến Lincoln. Mọi người có thể tưởng tượng được tại làm sao một cái cuộc tình rất là đẹp mà liên quan đến người thứ ba hay không? Nếu muốn biết, theo bước Lincoln nha. Bonjour, excusez-moi. Je cherche quelqu'un du nom de David. Je ne sais pas si vous êtes du quartier ou si vous connaissez un peu les environs ou pas. Sorry, I don't speak French. Can you speak English? Non, in Vietnam, được không? Mais je cherche quelqu'un qui s'appelle David, qui habite ici. C'est un ami. David? Oui. Je ne sais pas si. David. Ah, David. Someone speak in French. I don't understand. You don't understand at all. I'm here. I'm here. I take this. Bonjour. Hi. Bonjour. Moi c'est Lynn ou Lincoln. David. Enchanté. Je sais pas si vous êtes bien David, ouais. La personne que je recherche pour l'émission Người Kết Nối. Oui, c'est moi. D'accord. So he's searching for me. Searching for you. Why? Yes, for the TV show. Ah. Yeah. So you found us. Yeah, xin chào chị. Thì em là Lincoln, thì hôm nay là em là cái người sẽ đưa mọi người đến với chương trình Người Kết Nối. À dạ, mà anh với chị là kết nối với nhau rồi, vợ chồng rồi, cần kết nối nữa hả? Không, giờ là kết nối khán giả để biết là cái sự kết nối nó như thế nào. À, ok. Ủa, hôm nay là hai anh chị có đi đâu không hay là có làm một cái gì không cho em đi theo với? Thì hôm nay thì anh chị sẽ đi dạo trước này. Bữa nay có kế hoạch đi về thăm gia đình ở Tây Ninh á. À, dạ, tốt quá, dạ rồi. Dạ. Đi theo luôn hả? Nếu mà được thì cho em xin đi theo luôn được. Đi chứ, vui. Đó, thì bây giờ mọi người đã hiểu là cái việc liên quan đến Lincoln là cái gì rồi. Lincoln đâu phải, không phải là người thứ ba, mà thật ra là liên quan đến tiếng Pháp. Thật ra hồi nãy cảm giác nói tiếng Pháp rất là lâu rồi, cảm giác nó còn hơi ngược một chút. Nhưng mà thôi, bây giờ sẽ cố gắng dịch cho mọi người hiểu là anh đó nói cái gì, như thế nào. Và bây giờ mình đi nha. Vi Vân, một diễn viên trẻ tuổi, tài năng. Cô từng tham gia diễn xuất tại nhiều sân khấu kịch lớn nhỏ và nhiều TVC quảng cáo khác nhau. Không chỉ chăm lo sự nghiệp, cô vừa kết hôn với một anh chàng điển trai quốc tịch Pháp tên David Guibain. David Guibain, hiện anh làm việc tại một công ty chuyên về kỹ xảo điện ảnh. Cùng tìm hiểu xem câu chuyện tình yêu và lý do mà David tiếp tục ở Việt Nam là gì. Phải không? Dạ. I'm making the breakfast and you visit the flat. Yeah. Okay. Cái này là những cái hình như kỷ niệm á, mình đi đâu á, xong rồi mình in một vài tấm ra để mình nhìn, mình nhớ. Còn bức hình này là lần đầu tiên hai người chụp chung với nhau luôn. Lần đầu tiên selfie với nhau luôn. Là cái bức hình này. Yeah. Cái này là cũng ở Pháp nhưng mà ở trên cái train, cái tàu ở cái metro, đúng rồi. Còn cái này là kỷ niệm một năm quen nhau. Đó. Et puis il y a ça, là, le blé. Ouais. En fait, ça vient du village de ma mère. D'accord. Et c'est les gens du village qui lui ont offert. Ça porte bonheur pour les jeunes mariés. Thôi, cái này y như là mình coi trong phim chứ thực sự là thời thực tế bây giờ hiện đại giờ ít người ta nào mà người ta nhiệt tình mà lại có một cái món quà nhỏ thôi mà lại ý nghĩa như vậy á. Người trong làng người ta làm xong người ta chúc phúc cho mình, người ta gửi lại cho mình về tới Việt Nam luôn. Thiết kế ảnh cũng thích kiểu quà vậy đó. Ảnh thích cái có cái quầy bar nè. Đúng rồi, mi rượu này nọ đó. Với lại có cái bếp gần như vậy là theo cái em ở Pháp biết. Dạ đúng rồi, thấy giống y chang luôn. Y chang luôn. Đến với đất nước hình chữ S vào tháng 1 năm 2015 với đề viết, anh đã thực sự thích nghi con người và môi trường ở đây chưa? Quel était ton job avant en France? Ouais. T'as commencé avec quelles études et puis maintenant tu fais quel travail? Alors en fait, moi j'ai commencé il y a un moment maintenant, il y a une quinzaine d'années. J'ai fait une école de cinéma à Paris. D'accord. Okay. Ensuite, je me suis mis à travailler pendant un peu plus d'une dizaine d'années.
Et un jour, j'ai celui qui est devenu mon associé ici qui m'a appelé en me disant qu'il voulait venir au Vietnam ouvrir une boîte. D'accord. Et il m'a demandé si je connaissais quelqu'un. Et je lui ai dit, bah, moi je suis là. Je suis prêt. C'est voilà. Et je suis venu. Je ne connaissais pas le Vietnam. Je n'avais jamais vraiment pensé au Vietnam, en fait. Et puis je suis venu, je l'ai accompagné. On a ouvert une société de post-production. Ok, d'accord. Et voilà. Ok. On a sorti, plus récemment, on a sorti deux films cet été. C'était Doi Moi. Doi Moi. Ah ouais. Voilà. Luc Van Tien. Luc Van Tien. Luc Van Tien. Luc Van Tien. So, you understand? You don't talk about me? Et oui, plus important encore, on a sorti, on a aidé la troupe de Van, Tia Lia, à faire Tam Cam. D'accord. Qui est là-bas. Tam Cam, chuyện của Lập Kể. Et à côté, c'est moi. Tam Cam, chị là con tắm. Vì hiện tại đang có một cái món Pháp, một cái món là crepe Lincoln rất là lâu rồi mới được ăn trở lại. Thì vì đây hỏi anh ấy về những cái món ăn Việt Nam thử. Est-ce que je peux poser des questions sur la nourriture vietnamienne? Oui. Alors, c'est un grand sujet. Ouais. Est-ce que tu connais, par exemple, les... Comment on appelle ça? Lẩu mắm. Tu sais, c'est les bouillons, mais avec... mắm, c'est le poisson, mais un peu... Ouais. Avec de l'odeur. Ouais. La sauce est un peu forte, là. Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce que t'arrives à... C'était hyper drôle, parce que pour le mariage, j'ai ma famille qui est venue ici, et on a été à Phukok, quelques jours, et tout le monde voulait absolument visiter... Une fabrique de poisson, de sauce de poisson. Et en fait, à un moment donné, on avait les vitres ouvertes du bus et on est passé pas très très loin. Et tout le monde a changé d'avis. Tout le monde a changé d'avis, plus personne a voulu voir ça. D'accord. Mais en fait, en arrivant, ça a été un peu compliqué parce qu'il faut quand même s'habituer à des choses, à une vie qui est quand même très différente, une culture assez différente. Absolument. Ouais. Et déjà, la nourriture, la façon de manger. Le goût, il est différent. Le goût est différent, même la manière. C'est-à-dire qu'on mange près du sol. Oui, c'est ça. Et pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas du tout souple, grand, c'est compliqué. Ouais. On est comme ça. Voilà, en plus, on a des baguettes, on n'a pas l'habitude. Alors ça part partout. Ça, déjà, c'est difficile. Được rồi, đi qua Pháp xong rồi cái nhớ món ăn Việt Nam mới nhớ kinh khủng luôn. Tại vì bên đó ăn món Pháp mà đâu có món Việt Nam đâu. Nhưng mà phải có cơm mà phải không chị? Có cơm mà. Cơm nhưng mà không phải cơm. Okay. Người ta nấu kiểu gì á. Xong cái trời ơi, nhớ quá. Xong rồi cái lúc mà đi máy bay về trên máy bay đường về Việt Nam á, ăn hai cái hộp mì liên tục mà cảm giác chưa giờ ngon thế như thế. Muốn một bệnh sống không biết sao. Bên Pháp mà về á, thử những cái văn hóa của Việt Nam mình á, là người ta như là lần đầu á, rất là hào hứng thử, nhưng mà thử vô thì có cái được có cái không. Nhưng mà đặc biệt nha, món Việt Nam là gia đình Pháp rất là thích. Anh đã biết cũng vậy, rất là thích ăn món Việt Nam. Ouais, mais je mange pas d'œuf en fait. D'accord. Non, tu poses même pas la question. Les omelettes, tout ça, y a pas de problème. Mais après des œufs au plat, j'en mange pas, donc je me suis même pas posé la question. D'accord. Est-ce que t'as essayé ou pas? Non, comme je mange pas d'œufs, j'ai même pas cherché en fait. Ça m'a les autres t'entends déjà avec les poussins. Non, pas trop. D'accord. Pas trop. Mais j'ai voulu faire essayer ça à des gens. Et non, ça, c'est... les Français, c'est pas trop. Hein, moi non plus, j'ai. Ouais. Quand on voit le truc, j'ai. Ouais. Kể cả Lincoln lúc ăn hồ dịch lộ nó cũng là một cái rất là đặc biệt, tại vì mình thấy được cái con chim ở trong, còn thấy lông lá này nọ, cho nên rất là hơi dè chừng một chút. Il y a beaucoup de demandes. C'est très très prenant. Dès qu'elle est enceinte, en fait, j'ai décidé d'arrêter pour qu'on ait un peu de temps ensemble et pour s'occuper aussi du bébé et tout ça. Chúng ta đến với câu chuyện rất thú vị về một cô gái Việt đã kết hôn với một chàng người Pháp. Và tôi thấy ánh lên cái ánh mắt ghen tị của Miko Lan Trinh khi mà cô ấy có thể nghĩ là cô ấy muốn trở thành người kết nối trong cái câu chuyện này, nhưng mà không được. Tại vì nhân vật của chúng ta phải nói tiếng Pháp, thì không ai khác đó chính là Thúc Lĩnh Linh Kênh có thể trò chuyện bằng tiếng Pháp. Cho nên là cái số này khi mà thay đổi người kết nối thì tôi cũng hơi thắc mắc, thì giờ tôi đã hiểu vì sao rồi. Muốn an toàn cho gia đình của người ta. Dạ. Anh này. Thưa quý vị, Vi Vân là một cô gái diễn viên
kịch và Nguyễn Khang đã từng làm việc với Vi Vân ngày đầu tiên mà Vi Vân bước chân vào cái con đường diễn viên. Khi mà lúc đó mà Khang làm một cái talk show với những người nổi tiếng thì Vi Vân đóng vai một cô tiếp viên hàng không, Nguyễn Khang là cơ trưởng. Rồi sau đó thì Vi Vân bước chân vào IDCAP thì Nguyễn Khang cũng có đi xem rất là nhiều cái vở diễn của Vi Vân, thì nhận ra là cô bé này rất là lanh lợi, thông minh và có một cái nét gì đó khá là đẹp, rất là ăn ảnh. Thật ra mà cái nếp sống, cái văn hóa nó khác nhau như vậy cũng gây rất là nhiều trở ngại, khó khăn cho mình trong những cái việc sinh hoạt hàng ngày. Rồi chưa kể cả là việc mình phải làm việc với người Việt Nam ở đây, một cái ekip hoàn toàn mới, và những cái khái niệm điện ảnh chắc chắn là nó cũng có cái khoảng cách với nhau. Đúng rồi. Nhưng mà đây có thể là một cái sự trải nghiệm của một cái người trẻ và họ thích được khám phá. Chị cảm thấy là Phục ảnh ở cái chỗ là cái nơi mà ảnh được mời gọi đến đó, không phải là một cái đất nước chẳng hạn như là nó đang phát triển và nổi tiếng về cái ngành điện ảnh như là Hàn Quốc, Thái Lan hay gì, mà đặt cho đến Việt Nam. Ảnh cũng nhận lời bởi vì ảnh nghĩ là ở Việt Nam chắc cũng có một cái sự thú vị nào đó. Trong cái văn hóa người Pháp là một lúc nào đó thì mình có thể đi nước ngoài để học hỏi được nhiều hơn. Yeah. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm cho nên chưa có ràng buộc hết, cho nên có thể đi được. Như vậy thì có Nguyễn Khang thấy được ba lý do để anh ở Việt Nam. Thứ nhất là anh đã tìm thấy được rất nhiều cơ hội việc làm ở đây. Thứ hai là anh đã có được một cô vợ Việt ở đây, tức là đã ổn định gia đình. Mà bây giờ lại có thêm một đứa con ở đây nữa. Đây là ba cái lý do chính để gắn kết và giữ chân ảnh lại ở Việt Nam.